Liên quan đến vụ việc sai phạm tại nhà hàng Panorama, Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, theo phương án cải tạo, công trình sẽ được thiết kế lại hình khối, vật liệu, màu sắc và các chi tiết kiến trúc mang dấu ấn văn hóa truyền thống, đặc trưng của địa phương và hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Việc tháo dỡ và cải tạo công trình do chủ đầu tư thực hiện theo phương án đã được tham vấn ý kiến của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Viện Bảo tồn Di tích, Cục Di sản Văn hóa, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Công trình này sẽ được cải tạo lại, không có chức năng lưu trú, mà chỉ là điểm dừng chân ngắm cảnh đỉnh đèo Mã Pì Lèng và hẻm vực Tu Sản. Trước đó, năm 2019, ngay sau khi có phản ánh về những sai phạm của công trình, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành kiểm tra. Kết quả cho thấy chủ đầu tư chỉ cung cấp được một bản vẽ thiết kế chưa qua thẩm định. Sau khi tham vấn ý kiến của các chuyên gia, bộ, ngành chức năng, tỉnh Hà Giang đề nghị chủ đầu tư tháo dỡ, cải tạo công trình thành điểm dừng chân, ngắm cảnh và hoàn thiện các thủ tục pháp lý.